Em xin chào cả nhà. Bất động sản đặc biệt rất vui lại tiếp tục đồng hành cùng quý đầu tư và anh chị. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở ấp Long Bình A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã đến chị một căn nhà ha. Nên tổng diện tích đó là chị là 136,6 m² anh chị. Hiện tại căn nhà mình đó là đất cây lâu năm, chưa có thổ cư anh chị nha. Với diện tích thì ngang là 6,5 m anh chị ha. Chiều sâu là 23 m. Phía sau cái căn nhà mình anh chị thì có một cái kinh. Cái kinh đó cũng nhỏ thôi, khoảng là 4-5 m anh chị. Mình lấy nước ra vô nè, cũng rất là thoáng anh chị ha. Mình lấy nước tưới tiêu, xả nước rất là dễ dàng nha anh chị. Nếu anh chị ở xa như ở Cây Lậy, Cần Thơ, Vĩnh Long á, thì anh chị tới vị trí ngay chợ mà chợ xe hộp anh chị. Chợ xe hộp thì em sẽ đón anh chị ở đây nha. Từ chợ xe hộp á, nằm ở đường huyện 35 anh chị ha, tới căn nhà mình chỉ có là 2 cây số là tới anh chị, thấy không? Chạy thẳng một đường là tới, đường xá rất là dễ đi anh chị nha. Đó, cái đường này là kêu bằng đường huyện 35 anh chị. Còn nếu mà anh chị ở xa như ở thành phố Hồ Chí Minh đó chị, thì nếu mà tính từ bến xe miền Tây á nha, thì từ bến xe miền Tây về tới căn nhà của mình cần mua là 61 km là tới anh chị. Nếu chị đi xe ô tô thì khoảng là 1 tiếng 12 phút nha. Còn nếu mà anh chị đi xe máy á, thì mình đi khoảng 2 tiếng đồng hồ mới tới anh chị. Cái hướng căn nhà mình ở đây là nằm hướng Nam nha anh chị. Phong thủy á, đây là một chiếc khá đẹp cho anh chị và cô chú nha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị và cô chú nữa, em sẽ quay qua căn nhà để cho anh chị mình tham quan. Đây là căn nhà của mình anh chị. Hiện tại thì chủ đang kinh doanh như là sửa xe nè anh chị, thấy không? Một căn nhà có một lầu, 4 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một phòng khách và một cái không gian bếp khá là rộng rãi nha anh chị nha. Đây là không gian của nhà của chủ đây. Với 2 lớp cửa chị ha, một lớp cửa thì ngoài là cửa cuốn anh chị nha. Còn một lớp cửa trong đó là cửa khung sắt lồng kiến anh chị. Từ vị trí bên tay trái nè. Căn nhà mình này xây dựng là hết luôn chị, diện tích đất luôn chị nha. Đã có một lầu. Đó, trên lầu đó thì chiều mình ngồi trên tả cũng rất là mát mẻ chị ha. Qua bên đây là 6,5 m anh chị, sâu vô là 23 m nha. Ở đây thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết chị nha. Ở đây thì có đèn đường luôn chị. Đây, nhà rất rộng anh chị. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ mình đi từ từ vô bên trong mình tham quan nha anh chị. Thì gia chủ đây sửa xe, thì sửa xe máy anh chị ha. Là giá là 2,250. Bên hông này còn mét máy của mình. Còn mét máy hả? Nếu mà xây 5 m thôi còn dư mình. Xây cũng như mình ở nhà bố nữa. Ví dụ mình mơi đồ cá nhân rồi nó dễ. Xây dựng có 5 m thôi phải không? Còn 1 m² nữa, còn ra thẳng với sau nữa phải không? Rồi đây là cái không gian của phòng khách nè anh chị ha. Đây, đây không gian khá là rộng rãi nha anh chị. Ở đây hai bên đều có cửa sổ hết anh chị ha. Ở bên trái nè, bên tay phải đều có cửa sổ hết anh chị. Ta lấy ánh sáng vô, lấy gió trời vô, rất là mát mẻ nha anh chị ha. Rồi em xin mời anh chị ha, đi từ từ ra phía sau, mình tham quan phía sau nha anh chị. Chủ ký gửi giá bán là 2,250 anh chị ha. Ở dưới đây thì có một phòng, còn trên lầu là được 3 phòng nữa anh chị nha. Đây là phòng thứ nhất anh chị ha. Thì căn nhà mình thì ốp gạch lên cao là khoảng 1,6 m anh chị. Đây cũng có cửa sổ nè, rất là thông thoáng nha anh chị. Hiện tại nhà chủ đang sửa xe gắn máy. Dạ chào chị. Dạ xin phép vậy. Đây là không gian phía sau nấu ăn. Ở đây thì nếu mình về đây mình buôn bán kinh doanh rất là thuận lợi chị ha.
Thứ nhất là ở đây là nằm ở đường nhựa, mà ở đây là có cái chợ tạm anh chị, buổi sáng là ta buôn bán rất là tấp nập nha anh chị nha. Không gì anh chị như là bán cà phê cũng được nè, hay là bán nước ngọt, hay là bán tạp hóa đều được hết anh chị nha. Đây là nhà vệ sinh. Phía sau đây là nãy em nói là đây có một cái kinh tiêu anh chị. Kinh tiêu này cũng khoảng là 5-6 mét đó chị, cũng khá là rộng anh chị ha. Đó, rất là mát mẻ anh chị nha. Anh chị về mình làm cái bà kè đây anh chị, để cho kiên cố anh chị ha. Hiện tại thì chủ đây chưa có làm bằng kè anh chị ha. Đó, để làm tạm thôi. Rồi, em xin mời anh chị ha, giờ mình đi trên lầu, mình tham quan ở trên lầu nha anh chị. Đây có sàn nước đó nè. Đó, không mình rửa chén bát đi đây anh chị. Trên lầu thì đây có bậc thang lên thì chưa có lắng tay cầm hả chị. Nếu mà anh chị ở xa về chỗ tới vị trí nãy em nói là chợ xe hộp á chị. Chợ xe hộp ngay chỗ mà chuột sức tứ, em sẽ đón anh chị đó nha. Từ chuột sức tứ chợ xe hộp á, thẳng một đường thôi tới căn nhà của mình á là 2 km là tới anh chị. Đây là phòng thứ hai. Phòng thứ hai đây có cửa sổ ngoài kinh đó anh chị. Đó, mở cửa sổ rất là mát mẻ anh chị nha. Thì chủ cũng đang kẹt tiền cần bán gấp cái căn nhà một lầu này anh chị nha. Em thấy cái giá này thì còn thương lượng đó nên chị cũng yên tâm về cái giá cả ha. Trên đây chưa có sơn chị ha, chỉ ốp gạch lên cao khoảng 1.2 m thôi. Đây là phòng thứ ba. Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ hết chị, lấy ánh sáng vô nè, lấy gió trời rất là mát mẻ nha anh chị ha. Ở trên trần á, trên lầu á chị thì chưa có đóng la phong nha anh chị, người ta lập ton ha. Còn đây là cái phòng thứ tư. Phòng tư đây thì giống như mình cái phòng này mình thờ đó, ông bà hay là Phật gì đây anh chị cũng được. Đây không gian rất là rộng nha anh chị. Anh chị và cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dưới hình để tương tác với em để nhận được video mới nhất. Tìm đất nền, đất công, đất giường hay là nhà ở để cho chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý đầu tư rất nhiều nha. Đây là cái lan can ở trên lầu 1 nè anh chị nha. Ở đây mình đi chợ rất là tiện chị ha. Mình bước ra và bước đây là có chợ tạm nằm đây nè anh chị. Đó, buổi sáng người ta buôn bán rất là tấp nập anh chị ha. Thì em thấy căn nhà này cũng rất là vừa ý anh chị. Thì về mình tu bổ một xíu anh chị, tại nhất cái nhà này cũng chưa hoàn chỉnh mấy. Đó, mình về mình kinh doanh buôn bán đều thuận lợi hết. Hiện tại thì gia chủ đây là sửa xe máy anh chị. Đó, đường xá anh chị không? Rất là rộng rãi. Và đường huyện 35 này anh chị chuẩn bị là lên đường tỉnh lộ nha anh chị nha. Ở đây có đèn đường nè, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết anh chị nha. Rồi đến em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào quan tâm cái căn nhà nằm ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang này thì liên hệ bên số thoại màn hình. Bên em có nhân viên dẫn coi trực tiếp qua gặp chính chủ để em thương lượng cái giá hợp lý để mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá chủ ký gửi là 2 tỷ 250 triệu nha. Giá này chủ còn bớt và bao giấy tờ cho mình luôn. Hiện tại đã có sổ hồng riêng rồi anh chị nha. Anh chị và cô chú kết bạn Zalo em để em tư vấn và hỗ trợ cho anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở phần video tiếp theo.